Theo cáo trạng, chiều ngày 4 tháng 8 năm 2020, sau khi ăn nhậu xong, Tuẩn và anh Phan Đức Anh, 26 tuổi, trú cùng huyện và một số người bạn đến chơi bia tại một quán ở xã IARV, huyện Ea Súp. Trong quá trình chơi thì giữa Tuẩn và Đức Anh xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Sau khi được mọi người can ngăn, Đức Anh đi về nhà, còn Tuẩn chạy về báo cho anh trai là Tuân và em trai là Thành chuyện mình bị đánh. Sau đó, ba anh em Tuân, Tuẩn và Thành cầm theo một cờ lê 32, một con dao và một cây tuyếp sắt, chạy xe máy đuổi theo tìm Đức Anh đánh trả thù. Trong lúc đánh hội đồng, Tuẩn dùng cờ lê đánh nhiều cái vào đầu và người Đức Anh khiến nạn nhân gục xuống đường. Rất may Đức Anh sau đó được người dân qua đường chạy đến can ngăn và đưa đi cấp cứu nên thoát chết, nhưng tỷ lệ thương tật 19%.